không khí mùa xuân rồi, Tết đến nơi rồi. Đó, mùa xuân này. Đã sắm được cây đẹp nào chưa các bác? Thì êm quá là gì đây? Đấy. Ơ cây bán được cái cây đấy. Thì êm quá là gì đây? À thế à, bán cây gì đâu? Cây xanh khôi. Đây thì ông còn những cây nào đây không? Đấy tới đấy, cây si này. Si này là bao nhiêu tiền đây ông? 2,5 triệu. Đấy, 2,5 triệu, si tai chuột, 2,5 triệu. Thấy bắt đang kia bắt đi anh, đang kia có đấy. Đấy. Ai chà. Quầy mini. Ở đấy, cái gạo này là bao nhiêu đấy ông? Gạo 1 triệu. 1 triệu. Bết rồi mua gạo mà chơi. cái đôi cưới này giống nhỉ, giống nhau nhỉ. Như hai giọt nước rồi. Đẹp thật nhỉ. Đó, chơi theo lối cổ không ạ? Cổ lối cổ. Ngoài chiếu thủy cổ mà ngày các cụ thấy toàn này này tam cang ngũ đường ấy. Tức là cha tam đa cha tam đa cho con à con tam đa cha ngũ phúc. Đây này đúng rồi. Con tam đa cha ngũ phúc. Con tam đa. Chơi theo đúng lối cổ mọi ngày. Phúc nhưng mà tam trùng. Như củ sắn đó. Đôi này đẹp nhất ở đất. Cái này có cái nhà cổ này với lại cái chỉ có hai bên nhà này ngoái làm gian thôi. Vâng, nhà cổ ấy. Nhà cổ làm gian. Cho nên phía thì còn đang chân nó đỏ. Lá như lá sắn ấy. Tôi như củ sắn. Này ra chứ. Lá như lá sắn mà củ như củ sắn. Đây của nó ra hoa chứ. Ui, nhớ gì. Khó lắm. Nhưng mà về chơi là sướng. Nhà con này vào ra hoa này. Nhưng mà chắc chả ra. Không thể ra. Cây to còn khó. Vợ thôi thì nhưng mà cũng có ít. Cũng có nào phải chưa khó nhưng mà lúc có mỗi cây bên đây cũng bắt có hoa cây của Dũng đây cũng bắt mà cái cây hay đi triển lãm ấy có hoa có một cây mà nó ngang triển lãm ở cây đấy mà cây đấy tải thật cây đấy nó thân nó không to đâu nhưng mà có hoa rất tôi xem có cây hàng ôm này còn vào không có hoa không phải đấy chung là có cây gạo trong nhà là không lo đói rồi mình thì không vì được mấy ông tị đâu cây này là bao nhiêu ông? Cái gì 3 triệu. 3 triệu. Cứ cần cây rành rành à? Cây rành. Đẹp quá nhỉ. Rành 10 triệu. 10 triệu. Ừ. Cái này đắt. Tiền nào cũng lấy. Lá vé đi thì. Ông lại đọc số lần nữa đi. 0906. 906. 376. Mình dành 10 triệu. Đấy. Ba thân đấy rất đều. À ba nhánh rất đều đây. Của để dành. Đấy, mặt nào cũng ok. Mặt nào cũng ok. Cái này cũng được. Tôi thấy bảo nhà ông nhiều cây lắm không? Nhiều cây ra hết cái đẹp rồi, giờ nó sợ cái gì. Và giờ còn cái đẹp thì tốt. Cây đấy. Nguyên quay của anh cái cây này lên. Kinh đấy nhỉ? Vừa... Sam Hương à? Sam Hương vừa mua... Tức là muốn giao lưu lại hả? Anh nào? Giao lưu lại thì anh em nào thích hợp nhãn thì đấy, giao lưu bao tiền cái này bây giờ báo giá 1,5 triệu triệu rưỡi anh đọc số đi đọc số là
0978 33 3829. Mạnh. Đấy. Khu vực Hà Nội là cây là về chơi thôi. Đấy, quận buồn khui gió. Đấy. Rất là vui mà. Đấy, giao lưu anh em. Đấy. Thơm, nhá. Đẹp thơm như Tết. Thơm, lá nhỏ. Đấy, quay đầy đủ. Ok. Rất đại thụ. Được rồi đấy. Còn đây nhá. Mình dành ra. Để nó còn thích nó kín thì cho một cưa bắn đấy mà bắn treo nó cái cây này cũng của ông kỳ à? Đấy đấy, cây của tôi đấy. Đấy, cây này bao nhiêu tiền đây? Cái này 4,5 triệu. 4,5 triệu Nam Điền. Chất liệu Nam Điền. Đổ rất hay. Lại phải đi ra đằng trước cái. Rồi, cảm ơn ông. Đấy. Mưa quá nhỉ? Mưa xuân. Xi hả ông? Xi đây ạ. Xi của bố Hưởng hay là bố ấy đấy? Xi của nhà hát Giao Hưởng Việt Nam. Giao Hưởng Thính Phòng. Cái này ông bao nhiêu, bán bao nhiêu? Hơn 6 triệu. Quỳnh đây nhỉ. Cho vén vén tí nhá. Vâng ạ. Ôi. Cho nó nặng quá phải bỏ ra. Vâng. Kinh điển đấy. Dáng dấp rất hay. Ở đấy là cho vào cái chuồng tàu. Nhưng mà cho vào chuồng tàu cô lại mới về. Ngoài lên lên rêu đắp vào thì mới bán được. Gài đôi viên đá vào. Để này chưa bán được. Tay chuột này là bao nhiêu? Tay chuột này 3,5 triệu. Ui, chậu dát vàng này. Chậu dát vàng. Dát vàng này. Rồi. Đấy. Bông đá rất gọn gàng. Vừa bấm cắt, hạ thấp độ cao. Ở đằng kia mua rồi. Mua cây gì không? À, của nó. Xi này bao nhiêu? 4,5 triệu. 4,5 triệu. Dị dạng. Đấy, rất quái. Quá dị dạng. Rất quái. Đẹp quá không ạ? Vâng ạ. Đấy, chúc các ông bắt hàng nhá. Vâng ạ. Bắt hàng. Này thì quay hết cả. Giấy Mỹ của em cung. Chụp ảnh cây của ông bác. Okay. Hải đường, khu Hải đường. Không biết nhớ nhầm tên không, lâu cũng chơi hoa chả biết. Chào bà chủ, cái xi đẹp quá. Minh ạ. Bao tiền đấy bà chủ? Đây cái xi này. 3 triệu. Xi gì? 3 triệu. Xi Nhật hay Đài Loan nhỉ?
lá tròn xoe như đồng tiền nhỉ. Và liên búp viết đẹp đấy. Lá đẹp. Ô đây một cây nữa. Cái dưới có đấy. Dưới rẻ hơn. Dưới này bao nhiêu tiền đấy? Đấy. Rất sạch sẽ, cây đẹp. Ô cây này nó ra quả gốc à? Quả dục rồi. À. Đấy, một quả đây này đi cũng mất đấy. Thế ngọt. Chua. Chua. Thế cả. Nhá. Đấy, bán chi mai rồi. Bán chi mai rồi. Đây sao? Wow. Đẹp. Wow. Trùng gốc đẹp. Nếu mà hạt non non và nhỏ. 100. Hoa đẹp thế nhỉ, đúng hồng. Ở đây 400 cái kia em để cho không phải thôi 400. Từ đây ra đây, mưa gió đẹp quá. Đấy, 400 cây hoa hồng. Dừng xe ba tiền đấy ông ơi. Tiền không? Rừng này là bao tiền đấy? Đấy, rừng này bao tiền đấy? Cái rừng này cái rừng 5 triệu. Rừng xuân 500 triệu. Đấy. Không khí mùa xuân rồi. Đẹp mùa xuân đẹp quá. Con cây này, con cây này ra chợ thì bao tiền? 6 triệu. 6 triệu. Cối. Đấy là cối ông thúc đó này. Đẹp quá. Cảm ơn ông nha. Cháu đi chợ xuân đi.